Lê Hương của Tô Hải Dương xin kính chào quý khách nhé. Em chào bác Nghĩa Trần này. Để em ghim số điện thoại vào đây cho mình dễ liên lạc ạ. Hôm nay thì em về thêm được rất là nhiều những mẫu xe. Em chào bác Lê Trung Hiếu này. Chào bác Văn Khương chốt. Dạ vâng, chốt nhiều lắm luôn. Từ đầu tuần đến giờ, từ đầu tháng đến giờ chốt là nhiều lắm luôn. Còn sợ không đủ xe để phục vụ khách hàng nhà mình đây. Hôm nay thì em lại về thêm được một chiếc Orlando 7 chỗ ngồi số tự động này, Mazda 6 này. Chiếc gì đó nhỉ, rất là nhiều xe luôn. Kia Morning lại về thêm. Em chào bác Trọng Duy nhá. Chào bác Tú Anh này. Các bác nào đang xem buổi báo giá trực tiếp của em Lê Hương ô tô Hải Dương thì cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ nhé. Chia sẻ cho em lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em ạ. Đã thả tim cho em. Em chào bác Trương Nguyễn này. Hôm nay em lại về thêm được cho mình một chiếc Innova số tự động. Innova số tự động luôn. Trước thì em về được 2 chiếc thì về phát là bán luôn rồi. Thì rất là mong hôm nay trong khách hàng đang xem buổi báo giá này của em thì có bác nào thích Innova số tự động thì kết nối Zalo cho em luôn nhé. Và bây giờ thì em xin phép được đi báo giá trực tiếp buổi báo giá ngày hôm nay. Các bác chia sẻ cho em lên nào. Chia sẻ cho em lên nhé. Hôm qua các bác hỏi sao không live tối, là vì sao lại có bóng đá buổi tối. Nếu mà live tối thì các bác xem bóng đá làm sao mà nhớ em Hương được đúng không ạ? Các bác chia sẻ cho em lên ạ. Bây giờ thì em sẽ đi báo giá trực tiếp. Em chào bác Minh Quân nhé. Chia sẻ giúp em lên ạ. Em về thêm Innova số tự động này, Tucson này. Xe 5 chỗ gầm cao lại về thêm rất là nhiều luôn. Các bác nào xem buổi báo giá của em Hương thì cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ nhé. Mà bác nào cũng chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh, thích trang cho em Lê Hương ô tô Hải Dương, để khi em cập nhật lên tất cả những dòng xe, những mẫu xe bên em mới về thì khách hàng nhà mình sẽ là người đầu tiên được nhìn thấy những buổi báo giá của em. Thích dòng xe nào thì mua xe đấy nhá. Innova số tự động đâu đây rồi ạ. Em xin phép được đi báo giá đây ạ. Cho mình xem con tầm 400 ạ. 400 thì anh có thể in Mazda 3 anh nhá. 400 số tự động thì có Mazda 3. Còn 400 số sàn thì có Vios đời 2018 anh ơi. Nói chung là giờ xe bọn em chọn lọc hết rồi. Nhiều bác xem mấy vụ trên TikTok, trên YouTube, trên Facebook rằng thấy địa chỉ bán xe như thế này, các bác nhìn trên mạng các bác hãi đúng không ạ? Nói chung là đã bỏ tiền ra mua xe thì mình cũng phải kiểm tra thật là kỹ. Tìm cơ sở nào bán hàng thật là uy tín thì mình hãng đặt niềm tin đúng không ạ? Còn xe hay là những cái dòng khác cũng thế thôi. Rất là nhiều người có những cái phong cách làm việc nó khác nhau, nhưng mà đến bên em thì nó lại khác hoàn toàn nhá. Chữ tín là đầu tiên rồi, nên các bác cứ hoàn toàn yên tâm này. Ở đây em có cho mình một chiếc xe Innova 7 chỗ ngồi số tự động đời 2010. Vừa mới về, các bác nhìn cho em này. Một chiếc xe mộc nhất em vẫn quay cho mình. Innova 7 chỗ ngồi 2010. Giá em đang bán chỉ có 320 triệu thôi. Rất hiếm khi mà về được cho mình một mẫu Innova đẹp. Đã thế lại còn là số tự động nữa. Innova đây ạ. Anh Minh Quân anh đợi em một chút nhá. 400. Nếu như 400 thì anh có thể đi cho em một chiếc Volkswagen đến từ Đức này. Một chiếc Polo Volkswagen đến từ Đức 365 triệu. Đời 2014 nhưng đăng ký là 2016 này. Số tự động, trang bị động cơ là 1.6. Chỉ có 365 triệu thôi. Chiếc Volkswagen này đến từ Đức rất là sướng luôn, cực đẹp, các bác nhìn cho em này. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng, ghế da zin, máy số zin. Rất là đẹp luôn nhá, đến từ Đức, một thương hiệu đình đám luôn đấy ạ. Polo Volkswagen đấy ạ. Đây thì em quay cho mình chiếc chiếc Innova này. Số tự động 320 triệu đời 2010. Rất là hiếm khi mà có thể về được một chiếc Innova số tự động đẹp như thế này. 400, anh muốn đi số sàn hay số tự động thì comment lên đây để em tiện em tư vấn cho mình nhá. Ở đây thì em cũng có cho mình một chiếc xe Chevrolet Cruze. Em xin lỗi, con này là chiếc xe Lacetti CDX ạ. Lacetti CDX, con này là bản 8 túi khí với lốp sơn màu đen đẹp. Em đang bán là 248 triệu đời 2009 nhá. Số tự động anh ơi, nếu mà số tự động thì một là Kia Rio nhập khẩu này, hai là Mazda 3S nhập Mazda 3S màu trắng này. Rất là đẹp luôn. Những cái dòng đấy anh đi tầm tiền đấy là đi hợp lý nhất này. Ở đây thì có chiếc này Cruze chỉ chiếc Chevrolet là chiếc CDX này chỉ có 248 triệu thôi.
Bản này cũng là bản nhập khẩu đời 2009 này. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí và 8 túi khí an toàn. Nhập khẩu 1.6 số tự động. Các bác nào đang xem buổi báo giá của em thì chia sẻ lên cho em nhé. Hôm qua vì sự cố về mạng nên tối qua các bác về xem lại livestream không nhìn rõ được xe nên là em phải quay lại rất là nhiều video gửi xe cho mình. Em chào bác Sang Hoàng này. Chào bác Toàn Lô này. Rất là nhiều xe luôn ạ. Ở đây thì có cho mình một chiếc Accent. Chiếc xe này là nhập khẩu này đời 2011. Số tự động ạ. Dạ, đợi em một chút nào, số tự động nhá. Đây là chiếc Accent đời 2011 bản nhập khẩu. Accent này là 285 triệu. Trang bị động cơ là 1.4. 285 triệu cho chiếc Accent nhập khẩu nguyên chiếc. Các bác nhìn cho em này, ghế da lên mới tinh rồi. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng, túi khí an toàn, màn hình giải trí đầy đủ rồi. Số máy cực zin cực đẹp cho em nhé. Không một lỗi nhỏ ở đây ạ. Không một lỗi nhỏ luôn. 285 triệu xa xi nhan trên gương, la răng thể thao, phanh ABS này. Em chào bác Làng Vi nhé. Xem nào, số tự động nào. Số tự động hoặc 400 hơn. Nếu mà 5 chỗ gầm cao thì có Ford EcoSport anh nhé. Tầm 445 triệu là cũng đi được này. Mazda 3 này, đợi em một chút này. Ở bên ngoài sẽ nhiều hơn. Em quay lốt bên trong này. Ở đây thì có cho mình một chiếc xe Chevrolet cờ đuôi biển Hải Phòng. Chiếc Chevrolet cờ đuôi này số sàn đời 2011. Em đang bán là 245 triệu. Chỉ với 245 triệu đây, Chevrolet cờ đuôi số máy cực ngon cho em. Số sàn, bản sedan, la răng thể thao, 5 chấu phanh ABS đẹp rồi. 245 triệu ạ. Bên đây thì có một chiếc Avel. Chiếc Avel này số sàn đời 2018, đời rất là cao luôn. Chevrolet Avel 255 triệu số sàn đây ạ. Con này thì đời rất là cao luôn rồi, 2018 này. Số máy zin. Màn hình giải trí đầy đủ cho em, túi khí an toàn, số máy zin nhá, nội thất đẹp cực luôn. Chỉ có 255 triệu. Còn nếu như số sàn mà tầm 400 quay đầu thì em có cho mình một chiếc xe Vios. Vios này là bản e xịn nhập cho em, bản e xịn nhá. 395 triệu. Đời 2018 ạ. Vios form dáng mới cho em. Đời 2018, em chào bác Lê Trung Kiên này. 395 triệu đời 2018, trang bị động cơ là 1.5. 395 triệu các bác nhìn cho em nhé, Vios bản mới nhé. Bản này là bản 2018 mới đét cho em đây này. Chào bác Phạm Đình Tàu ạ. Phạm Đình Tàu tầm này là hết bán cháo rồi đúng không ạ? Nghỉ rồi đúng không? Ở đây thì em có mẹt này, mẹt thì em sẽ quay sau đi. Em sẽ quay những chiếc xe mới về bên mình đi. Ở đây thì em mới về một chiếc xe Lacetti SE. Con này cũng là bản nhập khẩu nhá. Đời 2010, giá chỉ có 230 triệu. Hello em yêu, xinh quá. Em chào anh Đình Tuấn nhá. Anh Đình Tuấn phải chia sẻ mạnh lên cho em. Ở này em làm sao rồi anh Đình Tuấn ơi? Chia sẻ mạnh lên cho em nào. Ở đây em có cho mình một chiếc xe Lacetti SE 230 triệu với lớp sơn màu đen. Form dáng rất là đẹp luôn ạ. Bản sedan 2 đầu nhập khẩu. Số sàn, trang bị động cơ là 1.6 này. Biển 19. Lacetti các bác nhìn form dáng rất là đẹp luôn nhá. Bên cạnh Lacetti thì em có cho mình một chiếc xe i10. Bản này cũng là bản nhập khẩu đây. Đời 2014, form dáng hatchback đẹp, xin nhan trên hông, la răng thể thao này. i10 bản nhập khẩu 2014 chỉ có 195 triệu và là số sàn. Có màn hình đầu đài nguyên bản theo xe nhá. Con này thì chưa có túi khí, đây là bản thiếu này. Ở bên đây thì là siêu phẩm 7 chỗ ngồi đây. Trong hệ phân khúc vừa sang. Anh xem xem ạ. Vừa siêu tiết kiệm cho mình đây. Một chiếc Xpander 7 chỗ ngồi số tự động đời 2019. Bản này là nhập Indo cho em nhé. Bản nhập Indo rất là nhiều option. Zin đét đẹp cho em luôn. Cam kết cho mình không đâm đụng, không ngập nước. Bao kết hãng thoải mái này. Xpander đời 2019 bản nhập Indo nhé này. Phím mở một trạm thông minh này. Có cho em trang bị hỗ trợ trơn trượt đồ đèo. Cân bằng điện tử này, khẩu lạnh nói trên vô lăng. Có ga tay tự động cruise control và đầu đài nguyên bản theo xe. Với cái màn hình hơi bé một chút. Nhưng nếu bác nào ưng chiếc xe này thì em sẽ lên cho mình một chiếc màn hình siêu to luôn. Để cho bác nghe nhạc giải trí này. Ở bên đây thì em có cho mình một chiếc cái Xpander này thì có điều hòa lóng lạnh 3-4 vùng rồi. Zin đẹp cho em. Cân bằng điện tử, chống trơn trượt, hỗ trợ đồ đèo ạ. Lắng quá. Em chào bác Nguyễn Văn Toàn này. Các bác đừng quên là chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và trang hội nhóm giúp em nhé. Về thêm rất là nhiều xe luôn. Chia sẻ mạnh mẽ lên giúp em ạ. Ở
Ở đây thì em có cho mình một siêu phẩm Ford Fiesta đời 2013 chỉ với 318 triệu. Là các bác sở hữu cho mình một chiếc xe Ford Fiesta đời 2013 số tự động đây nhá. Form dáng hatchback nhỏ gọn, không hề bị ngắn. Thon dài đẹp như thế này, rất là thon luôn. Với lớp sơn màu trắng đẹp ạ. La răng thể thao, phanh ABS xi nhan trên gương. Máy số là máy số zin đẹp cho em này, nội thất máy móc ngon. Chỉ có 318 triệu thôi ạ. Rất là đẹp luôn. Các bác nào là nữ này, em chào bác Minh Minh này. Bác nào là nữ hay là nam đi dòng này đều ok. Nhưng em nhìn chiếc này thì sẽ các bác nữ đi cũng rất là đẹp vì nó nhỏ gọn, nhìn rất là xinh. Vào những khu vực mà mình tay lái yếu mà mình cua vào phòng, cua vào trong sân hay trong ngõ nhỏ thì đi rất là dễ nhá. 500 triệu Xpander chốt đi em. 550 triệu mà bớt 50 triệu chưa bán được anh Ngô Hùng ạ. Anh theo dõi em nhiều anh biết mà, không thể bán mà bớt được nhiều như thế đâu anh ạ. Nếu như mà có phân khúc 500 triệu thì cũng có thể mua Orlando anh ơi. Hay là anh dùng Orlando đi, mới về em còn chơi lên video cơ, biển Thủ Đô. Cũng là số tự động này, Chevrolet Orlando đời 2015 mà chỉ có 379 triệu. Anh nhìn Orlando cực đẹp luôn. Nếu mà chiếc xe này em chê duy nhất một điểm đấy chính nào. Đây nha, nhiều bác nếu như mà livestream báo giá hay review xe sẽ tránh cái này ra, là không thích quay vào cái chỗ ghế da rách này. Nhưng em quay luôn cho mình nhá, vì chiếc xe này em tự tin cam kết cho mình đẹp, nhưng mà mỗi tội cái ghế da chỉ hơi rách một chút thôi. Còn những ghế da khác động cơ máy móc cực ngon. Anh Ngô Bá Hùng ơi, nếu như mà Xpander mà với kinh tế mà nó hơi với một chút thì anh có thể tham khảo cho em này. Orlando 379 triệu 7 chỗ ngồi, số tự động cực đẹp luôn đấy ạ. Điều hòa hai vùng nóng lạnh, ghế da đẹp luôn, số máy zin. Số máy ngon cực luôn nha anh ơi. Này, từng con ốc này còn nguyên bút chấm sơn của nhà sản xuất mà chỉ có 379 triệu mà em mới về đấy, chưa lên video chứ lên video vì review phát là bán luôn. Đời 2015 số tự động 1.8 ạ, Orlando biển Thủ Đô đây nhá. Còn Xpander mà bớt 50 triệu thì em không bán được đâu. Em chào bác Nguyễn Minh Quân này. Kia Morning 2017, em có Kia Morning đời 2017 là số sàn anh nhá, chỉ có 225 triệu thôi với lớp sơn màu vàng. Em để ở khu vực bên cái con Morning đấy thì máy số zin. Zin đẹp cho em. La răng của nó vẫn là la răng sắt của zin xe xe. Em đang cho đi thay nên một bộ la răng thể thao. Hôm qua thì em có đăng lên video rồi anh ạ. Em có đăng lên video rồi đấy. Em cũng nói luôn trên video là em sẽ lên cho mình một bộ la răng mới, nên là chắc là chiều nay thì sẽ về nhé. Thì bây giờ không thấy ở bãi, cho đi thay la răng rồi. Lên la răng thể thao nhìn cho nó máu ạ. Ở đây thì em lại có cho mình một CDX nữa đây. Rất là nhiều CDX này. Chiếc CDX này là màu xám đẹp cho em. Màu bạc, một con này màu bạc đẹp cho em này. CDX đời 2009 em đang bán chỉ có 245 triệu. Bản nhập khẩu, trang bị động cơ 1.6 này, có đề lỗ này, màn hình giải trí này, túi khí an toàn, ghế da zin, máy số cực ngon luôn. 245 triệu cho chiếc xe CDX nhập khẩu số tự động đây ạ. Rất là nhiều xe đẹp, các bác đừng quên là chia sẻ lên cho em Lê Hương nhé. Về thêm rất là nhiều xe. Bên đây thì em có cho mình một chiếc xe Ford Everest. Đây là chiếc xe Ford Everest máy dầu, biển 34 bánh đậu xanh, form dáng rất là đẹp. Cao 7 chỗ ngồi máy dầu đây, chỉ có 192 triệu. 192 triệu cho chiếc xe Ford Everest máy dầu. Đấy, các bác nhìn đóng cửa chắc lịch không? Xe rất là đẹp, máy số cực ngon luôn, đi cực chất mà chỉ có 192 triệu là có xe máy dầu cho mình đi rồi. Em chào bác Bùi Tấn nhé. Các bác đang xem báo giá của em thì cho em xin một lượt chia sẻ. Hôm qua thì mạng trục trặc có vấn đề, hôm nay thì em đã cố gắng xử lý về vấn đề về mạng rồi. Chắc là mạng hôm nay đã ổn hơn rồi đấy ạ. Các bác chia sẻ lên cho em nhé. Ở đây thì em có cho mình một chiếc xe Kia Carens. Chiếc Kia Carens này cũng là 7 chỗ ngồi số tự động, giá chỉ có 275 triệu thôi. Ghế là ghế da vải. Máy số ngon, túi khí an toàn đầy đủ, đầu đài nguyên bản theo xe, 7 chỗ ngồi với tầm tiền 275 triệu này. Đời 2010 ạ. Rất là nhiều cổng dòng xe rồi. Những bác nào quan tâm thì cứ inbox lên đây cho em. Kết nối số điện thoại em đã ghi dưới màn hình rồi. Mà địa chỉ bày bán bên em là 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Những bác nào có thể đến xem xe trực tiếp và chạy thử xe thì kết nối Zalo em gửi định vị cho mình dễ đi nhé. Em chào bác Nguyễn Thành Lương, chào bác Xuân Nhất này. Ở bên đây
nay thì có cho mình một chiếc xe Lacetti. Sáng nay thì bán một chiếc Lacetti rồi. Còn về thêm cho mình một chiếc Lacetti EX đây. Chiếc này là đời 2009 với giá chỉ có 158 triệu đấy ạ. 158 triệu. Đấy, rất là rẻ luôn, ông giờ xe ô tô rất là đi. Bên đây thì có cho mình một chiếc xe Get nhập khẩu này. Get nhập khẩu đời 2009 bản nhập khẩu. Đây là xe quốc dân đấy ạ. Chiếc xe Get này là xe quốc dân đây, với cái tầm tiền 158 triệu. Mà đi xe Get nhập khẩu thì rất là sướng luôn đây. Đi cực êm nhá, biển Thủ Đô. Em chào bác Thơ Quang nhé. Get nhập khẩu đây ạ, đời 2009, chỉ có 158 triệu số sàn ạ. Còn nếu như bác nào mà thích Get nhập khẩu mà đi số tự động thì bên đây em cũng có này. Một chiếc xe Get màu vàng, đây là chiếc xe Get số tự động cho em. Chiếc này thì cũng chỉ có hơn 100 thôi, 196 triệu. Lên cho em màn hình giải trí rồi, số tự động bản nhập Hàn Quốc, đời 2007 ạ. Tự động có này, sàn có này. Ở bên đây thì đây em quay lốt cho mình một chiếc xe với lốp sơn màu đỏ đẹp. Một chiếc xe Kia Rio 345 triệu, đời 2012, nhập khẩu, trang bị động cơ 1.4, chỉ có 345 triệu mà có cửa lóc cho em này. Lên đem đèn bi salon này, la răng là la răng thể thao 5 chấu đẹp rồi. Đèn bi, giải đèn nét, đèn gầm có cửa lóc luôn, xi nhan trên gương, nút mở một trạm thông minh. Màn hình giải trí nhá, con này xem nào. Con này có cả đề lỗ thông minh, màn hình giải trí luôn mà chỉ có 395 triệu ạ. Kia Rio, màn hình cam lùi đầy đủ, chỉ có 345 triệu nhập khẩu, trang bị động cơ chỉ có 1.4 thôi. Ở bên đây thì em lại có cho mình một chiếc xe Nissan. Nissan Tenla đời 2009, nhập khẩu, số tự động, trang bị động cơ là 2.0. Giá của em này là 346 triệu. Màn hình giải trí siêu to, ghế da zin. Ghế da zin theo thời gian nên là hơi có một chút nhăn nheo, hơi có một chút não hóa, nhưng mà còn là zin đét đẹp cho em, nên là cứ để nguyên. Nếu bác nào ưng thì em sẽ thay cho mình bộ ghế da nhé. Còn ở đây những bác nào thích dòng i10 mà bản sedan thì em chỉ quay tạm cho mình trước để các bác ngắm thôi. Nếu như người nhà, bạn bè nhà mình mà có thích i10 bản sedan thì cứ tăng tên vào đây. Vì giờ em mới về, chưa dọn rửa, vẫn còn rất là bẩn. Chưa dọn rửa. Chỉ nhắc cho các bạn là các bác là bác nào thích i10 bản sedan thì em mới về đây nhé. Chiều em lên video này, màn hình đầy đủ luôn, nước sơn trắng đẹp. Và bên đây thì có cho mình một chiếc xe 7 chỗ ngồi, số tự động. Một chiếc xe Sorento. Sorento 7 chỗ ngồi, số tự động, đời 2009. Em đang bán là 380 triệu đấy ạ. Form dáng đẹp, số máy ngon, gầm cao chắc chắn cho mình. Lên đèn halogen này có đèn gầm, la răng thể thao chất rồi, phanh ABS có luôn. Các bác đừng quên là hãy chia sẻ cho em lên nhé. Sorento đây ạ, rất là to cao luôn. Dạ. Số tự động ạ. Quá là đẹp đúng không? Em chào bác Tuấn Nguyễn này. Nắng quá luôn. Các bác hãy chia sẻ cho em lên nhé. Đây Ford Fiesta. Một chiếc xe Ford Fiesta đời 2013 cực đẹp cho em mà chỉ có 318 triệu. Vừa rồi em đã quay cho mình rồi. Và tiếp theo bên đây thì có cho mình một chiếc xe Gentra này. Một chiếc Gentra 135 triệu đời 2008. 135 triệu lên ghế da đẹp rồi. Mở ra rất là thơm, mỗi lần đi qua con này mở rất là thơm. Không hiểu là dùng cái gì mà rất là thơm luôn. Bản này thì chưa có túi khí, con này thì thay mưa lắng cho em, đi cực sướng, điều hòa mát lạnh, ghế da đẹp luôn, sạch sẽ mà chỉ có 135 triệu thôi. Ở bên đây thì lại có cho mình một chiếc xe Lacetti SE. Rất là nhiều Lacetti cho thời gian gần đây, các bác nào yêu thích Lacetti thì em về rất là nhiều. Đây ạ, Lacetti SE số sàn. Đời 2010, trang bị động cơ 1.6, giá chỉ có 222 triệu. Với lốp sơn màu đen đẹp cho em rồi, bản sedan. Em quay luôn cho cả mình cả biển số này, những bác nào thích thì chụp lại màn hình cho em. Biển số đây. Lúc các bác và Hương ơi cho anh xem con 21 này thì em sẽ gửi cho mình hình ảnh và video nhé. Bên đây thì có cho mình một chiếc xe CDX đây ạ. Siêu phẩm CDX lên full đồ chơi cho em rồi. Ca
cam hành trình, cam lùi, cửa lóc, đề lổ thông minh, cam 360, đời 2009, bản nhập khẩu và giá chỉ có 258 triệu. Số tự động, trang bị động cơ là 1.6 đẹp. Đây, trang bị động cơ 1.6 đôi. Ghế da hai màu chắc chắn luôn đẹp. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng, màn hình giải trí, túi khí an toàn, đề lổ thông minh ạ. 258 triệu cho chiếc xe CDX siêu phẩm này, cam 360. Cam lùi, cam hành trình, cửa lóc, đề lổ thông minh. Lên cho em đèn bi, có dài đèn led định vị ban ngày, đèn gầm có luôn. Xi nhan trên gương, la răng thể thao và phanh ABS 4 bánh cho em nhé. Rất là đẹp luôn. Xpander siêu phẩm 7 chỗ ngồi này, phù hợp với những bác nào đi gia đình cũng như là chở taxi dịch vụ. Thì con này em nói luôn, con này là một chủ cho đẹp cho em này. Xpander này là một chủ đẹp. Và giá là 550 triệu, bớt cho mình 10 triệu, cộng bao rút hồ sơ, nói lét luôn trên livestream. Để những bác nào có ý định mua xe thì là kết nối số điện thoại Zalo với em đi. Em chào bác Đình Bền, chào bác Thành Lê, chào bác Vũ Quang Chiến nhá. Ở đây thì em có Vios này, em có hai chiếc Vios đứng cạnh nhau luôn. Chiếc Vios màu đen này là đời 2009, số sàn em đang bán là 189 triệu. Trang bị động cơ là 1.5, có màn hình giải trí rồi. Và chiếc Vios đời này thì chưa có túi khí, nhưng ghế da đã lên đẹp cho em rồi. Tình trạng xe như thế nào thì em sẽ báo như thế cho mình nhé. Xi nhan trên gương, la răng thể thao, phanh ABS 189 triệu. Bên đây thì có một chiếc màu bạc cũng chỉ có 170 triệu thôi, đời 2008 ạ. 170 triệu đời 2008. Bọc lại ghế da rồi này. Màn hình có luôn và bản này thì có túi khí an toàn này. Con này thì có túi khí an toàn rồi đấy ạ. Giá là 170 triệu với nước sơn màu xám ạ. Mazda đâu nhỉ? Em không nhìn rõ nhỉ. Ở đây thì em có cho mình một chiếc xe Kia Rio. Anh gì nhỉ? Anh gì vừa hỏi tầm 400 triệu nhỉ? Anh Minh Quân này. Kia Rio nhập khẩu đời 2016. Nhập khẩu 1.4 số tự động mà chỉ có 395 triệu với lớp sơn màu xám đẹp. À màu bạc, con này màu bạc đẹp, đeo kính toàn nhìn nhầm màu thôi. La răng thể thao, phanh ABS này, xi nhan trên gương. Kia Rio đời 2016 bản nhập khẩu em đang bán là 395 triệu. Cam kết không đâm xô, không ngập nước. Chiếc Kia Rio này có tổ hợp phím bấm trên vô lăng này. Màn hình đầu đài nguyên bản theo xe, ghế da zin, máy số zin nhá. Chiếc nào zin thì em sẽ báo là zin. Chiếc nào làm lại thì em sẽ báo là làm lại. Vios 2014 không em, dạ em chỉ có Vios đời 2018. Đời 2008, 2009 và 2010 thôi chị Nga ơi. Chào anh Đình Biên và anh Cảnh Tú Đan Chi nhé. Em chào bác Huân này. Vios thì em có đời 2018 số sàn, bản e xịn 395 triệu. Còn những dòng chiếc xe mà cứ tầm 2008, 2009, 2010 chỉ 200 triệu quay đầu thôi ạ. Nên là các bác muốn xem xe nào thì comment, em sẽ đi ra bên ngoài đây. Em quay cho mình một siêu phẩm Zoti, mà trong thời gian gần đây rất là nhiều khách hàng quan tâm này. Người đẹp xe đẹp em ơi, dạ em cảm ơn nhé các bác chia sẻ hộ em nhé. Mấy hôm nay không hiểu vì sao về mạng mẽo như thế nào mà cứ vào lại bị ao ra. Nên khách hàng xem cũng bị buồn, cũng bị chán cơ. Nên bây giờ mạng ổn định rồi thì các bác chia sẻ giúp em. Ở đây thì em có cho mình một siêu phẩm Lacetti đời 2020. Xin lỗi. Giá là 220 triệu đời 2020 chết chứ. Lacetti với lớp sơn màu xám, à màu xanh đá các bác nhìn, ô cái lớp sơn này nó rất là đẹp luôn. CDX màu xanh mây trời rất là đẹp. Còn con này thì là màu xanh đá này. Nhập khẩu đời 2009. Với Lacetti SE thì sẽ chưa có cửa lóc. Nhưng con CDX thì có cửa lóc rồi. Chiếc này cũng không có đề lổ thông minh nhưng mà số máy rất là ngon, túi khí an toàn, ghế da hai màu. 220 triệu Lacetti SE nhập khẩu đời 2009 này. Trang bị động cơ là 1.6, la răng thể thao, phanh ABS đầy đủ rồi. 220 triệu thôi ạ. Còn nếu như thích cửa lóc, cam 360, đề lổ thông minh thì lại lên CDX màu xanh là 258 triệu, hơn nhau vài chục triệu, option nó sẽ khác hơn một chút nhé. Em chào bác Nguyễn Nhàn này. Hôm vừa rồi thì em quay cho mình một chiếc xe Zoti T600. Form dáng gầm cao, 5 chỗ ngồi. Hệ thống máy móc là máy Mitsubishi, đời 2016, bản nhập khẩu. 320 triệu cho chiếc xe Zoti T600. Những bác nào ở đây mà nghe đến Zoti T600 và nhìn cái logo này thì em cũng nói luôn này,
em sẽ giải thích cho mình hiểu con này để tránh hiểu nhầm này. Chiếc logo này là logo của Volkswagen, nó đến từ Đức, nhưng đây chỉ là độ lên thôi. Đây chỉ là độ lên thôi. Còn em này là bản nhập. Nhưng mà là con này em nói lét luôn này, con này là nhập chung. Hàng này là hàng nhập chung nhá. Những bác nào phải tìm hiểu về Zoti thì mới hiểu được cái hay của em Zoti này. Nên nhiều bác nói rằng mua xe của chung về thế lọ thế kia. Cái xe này sẽ dành riêng cho những bác nào hiểu về xe và hiểu về Zoti đến từ chung nhá. Chính xác là nhập đài cho em. Đến từ chung ấy 320 triệu nhưng với chiếc xe này em có kể 15 phút không hết được option và cái hay của em nó này. Cửa sổ toàn cảnh Baroma. Toàn cảnh là gì ạ? Toàn cảnh tức là đây. Trên dưới đều có cửa lóc cho em. Kéo dài một phát hết lửa xe luôn. Cửa sổ toàn cảnh Baroma. Liếc vô lăng, vô lăng đi đến đâu thì cái đèn nó sẽ liếc theo vô lăng này. Chống trượt, trơn trượt đổ đèo này. Ga tay tự động Cruise Control này. Đề lỗ thông minh này. Auto hết cho em. Chiếc xe này là đến từ chung, bản này là bản nhập chung. Khóa, khóa các bác nhìn cho em nhé. Đây là tay cần số này. Còn đây là khóa nhưng khóa bằng điện nhé. Bình thường phanh tay, các bác sẽ phanh bằng cái gạt phanh tay. Nhưng đối với em này sẽ phanh tay bằng điện này. Và con này là bản nhập chung, phù hợp hơn với những bác nào phải tìm hiểu về em Zoti này. Giá là 320 triệu, em chào anh Thành Đức nhé. Em đang giải thích cho chiếc xe Zoti T600 này cho các bác hàng nhà mình hiểu. Em này là nhập chung, sẽ phù hợp hơn với bác nào thật sự yêu thích và đã đi rồi và biết rằng em này nhập từ chung. Vì nhiều bác khi em nghe con này nhập từ chung phát là sợ, nghĩ là hàng tàu thế nọ thế kia. Nhưng bản thân em là người đi nhập xe và cũng đã từng bán xe nhiều năm, em sẽ biết rồi. Chất lượng xe như thế nào không phải là xuất xứ của nó mà là xe của nó phải đi thế nào, đúng không ạ? Màn hình có này. Liếc đèn theo vô lăng, tức là khi cái tay lái này, vô lăng này các bác đánh đi đâu. Với những cái xe khác thì nó cái đèn nó vẫn thẳng, đúng không? Nhưng riêng cái con này là cái đèn của nó sẽ tia theo cái vô lăng của mình. Ga tay tự động Cruise Control, tổ hợp phím bấm này. Cửa sổ toàn cảnh Baroma. Chống trơn trượt đổ đèo và khóa là khóa cầu điện nhá. À khóa tay phanh là khóa bằng điện luôn. Dành ra rất là nhiều thời gian để cho khách hàng nhà mình hiểu này. Trước em về rất là nhiều Zoti. Nhưng mà hình như là các bác sợ Zoti là vì nó là của chung, là các bác hãi. Toàn bán cho mấy bác Hàn Quốc, giám đốc công ty may với giám đốc công ty điện tử thôi. Anh chị xem. Toàn bán cho mấy bác giám đốc thôi vì các bác đã từng đi xe này, các bác đã biết rồi. Nên là hôm nay em dành một chút thời gian trong buổi báo giá của mình để giải thích rõ hơn về chiếc xe Zoti này nhé. Option đầy đủ cam lùi, cam hành trình, mắt cảm biến va chạm. Đèn bi salon, đèn gầm, giải đèn LED, không thiếu một cái gì. Và em nó đến từ chung, các bác phải thật tìm hiểu thật là kỹ khi trước khi là chốt chiếc xe này. Vì nhiều bác là nghe từ chung là sẽ không thích này. Và tiếp theo bên đây, em lại có cho mình một chiếc xe Hyundai Accent. Chiếc Hyundai Accent này với nước sơn màu xám, gọi là màu bạc rồi, con này là màu bạc. Nước sơn màu bạc, Accent Blue cao cấp, biển 34, 16699, bánh đậu xanh bên em đây. Có cho em 4 mắt cảm biến va chạm này. Accent Blue cao cấp nhập khẩu, giá là 345 triệu. 345 triệu xi nhan trên gương, la răng thể thao, phanh ABS chống bó cứng đủ 4 bánh này. Có cho em là đèn bi salon, đèn gầm đầy đủ, có giải LED định vị ban ngày. Đời 2016 nhá, con này đời rất là cao luôn. Đời 2016 và là số sàn. Nội thất bên trong các bác nhìn cho em này quá là xuất sắc luôn. Em chào bác Đức Anh Nguyễn này, chào bác Quốc Cường Đặng này. Chung là ra rìa rồi, đúng rồi, rất là nhiều khách hàng họ không thích về chung. Nhưng mà em báo giá xe em cũng sẽ chính xác luôn. Em giải thích cho mình hiểu, còn những bác nào mà thích xe chung hay là xe các nước khác thì cái đấy là tùy vào khách hàng thôi ạ. Là chị em, đúng rồi anh ơi, chị em ạ. Là chị em nhá anh nhá. Accent Blue đây anh. Rất là nhiều xe luôn đó các bác này. Ở đây thì lại có một chiếc xe Kia Morning. Chiếc xe Kia Morning màu vàng này, đời 2010, cũng là bản nhập khẩu cho em. Chị ơi em đang livestream ơi. Dạ. Anh đang ở Bình, đi xe máy đến à? Gửi em số điện thoại, gửi em số điện thoại vị. Vâng.
Vâng. Đây nhá, Kia Morning Vlux sơn màu vàng biển 88 này. Biển 88, màu vàng la răng hoa mai đẹp cho em. 230 triệu đời 2010, trang bị động cơ chỉ có 1.0 thôi, nhập khẩu đây ạ. Anh đi ra xem khách đang đến chọn xem con xe đấy của em ấy. Tên là Bình. Ok. Tiếp em nhé. Vâng. Đấy, khách đến tận xem xe đến một phát bất ngờ luôn, không kịp trở tay luôn. Ở đây thì em có cho mình một chiếc xe BMW. BMW này là một chiếc xe mui trần đây ạ. BMW đời 2008 bản nhập khẩu số tự động, em đang bán là 890 triệu. BMW 335i này, mui trần nhá các bác nhá. Mui trần thể thao của hoa hậu đây. Đèn bi salon, đèn gầm, xin nhan trên hông, la răng thể thao này, 890 triệu. Nghe cái giá hơi xua xót một tí, nhưng mà option của em nó thì rất là đẹp luôn. Ghế da đẹp này, hỗ trợ gãy số chân vô lăng này, nhớ ghế, nhớ gương 3 vị trí, cam lùi, cam hành trình. Chiếc xe này sẽ phù hợp hơn với những bác nào có dạp đám cưới mà to muốn làm mà dẫn dâu chú rể đấy. Rất là phù hợp luôn. Vì trước em đã bán được một chiếc xe này cho một khách là chuyên làm về dạp đám cưới, nên là các bác rất là thích dòng xe này luôn, làm xe hoa đấy ạ. Ở đây thì em có cho mình một chiếc i10 nhập khẩu. Đây là một chiếc i10 bản nhập đủ này, nhập khẩu đời 2015, giá chỉ có 240 triệu. Em chào anh Nguyễn Thành Hưng nhé. i10 2015 bản đủ chỉ có 240 triệu đây ạ. Bản đủ có gì? Đề lỗ thông minh, màn hình đầy đủ, có túi khí an toàn, tổ hợp phím bấm chân vô lăng, ghế da đẹp này. Chiếc i10 này thì em đã lên video chi tiết cho mình rồi đây. Hai bánh trước là phanh ABS, hai bánh sau là phanh tang trống. Xin nhan trên gương, có nút mở một trạm thông minh. Phía sau có 4 mắt cảm biến va chạm ạ. Rất là nhiều xe đẹp. Các bác chỉ cần comment tên xe đây giúp em thôi, là i10 bản đồ nhá. 240 triệu với lước sơn màu bạc. Chiếc này mà các bác không mua nữa là chỉ trong vòng ngày nay ngày mai là em bán thôi. Rất là nhanh. Dòng này về phát là bán luôn. Nên các bác nào quan tâm thì hãy inbox để lại số điện thoại cho em ạ. Chào bác Bùi Nam này. Ở bên đây thì em có là đi sâu vào đây thì em có lại một chiếc xe. Lại một chiếc xe Elantra nhá. Elantra này là đời 2009 bản nhập khẩu số sàn. Em đang bán là K10. Có K10, có cả AK, AFC luôn anh Hoàng Long ơi. Em có cho mình một chiếc xe Elantra đời 2009 bản nhập khẩu này, giá chỉ có 195 triệu. Elantra đời 2009 này 195 triệu, màn hình giải trí OLED siêu to luôn. Đấy, Elantra cho bác này. Con này chính xác là về được nửa tháng rồi. Về được nửa tháng rồi. Nhưng mà cho một anh họ mượn đi chơi nay mới giả. Nên là giờ mới có xe bán nên các bác nào yêu thích Elantra thì kết nối cho em ngay nhé. Không chiều nay là mất luôn. Vì bác đấy mượn hơi lâu, lận mất nửa tháng đi chơi người yêu. Người yêu ốm đi chơi. Elantra 195 triệu đời 2009 bản nhập khẩu số sàn cho em. Trang bị động cơ là 1.6 này. Em chào anh sao công nhé. Và đi sang bên đây thì em có cho mình Kia Rio rồi này. Em có bán tải đi. Ở đây có bác nào thích bán tải này. Bán tải BT50 đến từ nhà Mazda. BT50 đời 2015 bản nhập khẩu số tự động. Em đang bán là 445 triệu. Có túi khí an toàn, chống trơn trượt đổ đèo, cam hành trình. Đầy đủ cho mình nhá, 445 triệu, 2.2 ạ. BT50 bán tải dành cho những bác nào công trường, công trình, cơ khí này. Số tự động và chiếc này là một cầu cho em này. Chi tông thì hôm qua em bán một cặp luôn. Một chiếc chi tông đời 2020, một chiếc chi tông đời 2019 dành cho khách hàng nhà mình. Khách hàng nhà mình là làm về bên công trường, công trình đấy ạ. Nên bác nào yêu thích chi tông bán tải BT50 thì inbox cho em luôn nhé. Em chào bác Lê Hải này, bác Đường Hồ này. Chia sẻ cho em Lê Hương lên ạ, rất là nhiều xe luôn. Ở đây thì lại về thêm cho mình một chiếc xe CDX. Chiếc CDX này là một lốp sơn màu xám đẹp này. Đời 2009 bản nhập khẩu, ghế da là ghế da hai màu. Ghế da hai màu, túi khí an toàn, đề lỗ thông minh,
và CDX thì sẽ có cửa lock cho mình ạ. 248 triệu đời 2009 này, CDX em về rất là nhiều. Bản sedan đẹp, la răng thể thao, full option mà với tầm tiền chỉ hơn 200 nên khách hàng quan tâm rất là nhiều về CDX. Nên là cứ có dân mà chỉ cần báo cho em là anh có CDX muốn lên đời xe em có nhập không là em cho thợ vào luôn. Cả đêm em cũng cho thợ vào đi luôn, nhập xe về để phục vụ khách hàng nhà mình đây ạ. Chào bác Sáng Vũ nhá, các bác đừng quên là hãy chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em ạ. Rất là nhiều xe đẹp luôn. CDX 2009 nhập khẩu 248 triệu. Innova, ở đây em có một chiếc Innova bản G đời 2008 số sàn, giá chỉ có 245 triệu số sàn này. Vậy là Innova em có số sàn rồi, số tự động rồi. Giờ chỉ cần các bác thích chiếc xe nào là đánh về thôi. Bớt luôn cho mình 10 triệu đồng chiếc Innova này. Nói là làm luôn. 245 triệu còn 235 triệu. Cắt lỗ hết, xả lỗ hết cho mình luôn, cho nó nhanh chuyến. Innova bản G đời 2008 này, 245 triệu. Ở bên đây thì có cho mình một chiếc xe Chevrolet Cruze biển Thủ Đô với lớp sơn màu đồng đẹp. Biển Cruze 258 triệu ạ. Đời 2011. 258 triệu 2011 1.6 số sàn nhá. Đầu đài nguyên bản theo xe, ghế da cũng là ghế da hai màu. Túi khí an toàn đầy đủ cho mình. Chỉ có 258 triệu, la răng thể thao, phanh ABS đẹp. Lước sơn màu đồng đẹp luôn, màu này thì rất là sang. Nhìn cái màu này thì nó không trẻ nhưng mà rất là sang luôn ạ. Sạch, không bè bị bắt bụi đâu ạ. Ford Mondeo, Mondeo hôm qua em đăng lên thì có bác bảo là con này ăn tốn xăng. Nói chung cái dòng này thì nó ổn định, cũng không tốn đâu ạ. Đời 2004, chỉ có 158 triệu mà các bác nhìn form dáng cho em này. La răng thể thao này, phanh ABS, xi nhan trên gương, xi nhan trên hông, cụp chỉnh tự động cho em nhé, có cửa lock luôn. Đèn bi, biển Thủ Đô, 158 triệu. Và bên đây thì lại có cho mình một chiếc xe Gentra nữa đây. Hello em, giới thiệu chi tiết từng cái, một lửa nữa đi. Từng cái, một hơn lửa nữa đi. Là như nào, em chưa hiểu anh Nguyễn Thạnh Hương. Hello em giới thiệu chi tiết từng cái. À, chi tiết hơn nữa anh. Anh ơi nhá, ví dụ như mà anh chỉ cần hỏi là Hương ơi, anh thích xe Innova thì anh kết nối Zalo với em thì em sẽ gửi cho mình video này, chi tiết này, về giá này, chụp cho mình giấy tờ này, hồ sơ pháp lý đẹp này. Còn trong buổi báo giá livestream thì em vì nó nhiều xe quá anh ạ. Anh nhìn này, nó nhiều xe quá em chỉ báo qua được thôi. Thứ nhất là về giá là em có chiếc xe này và giá tầm như thế này. Xong là hai bên bàn bạc thêm một chút về giá thì nó sẽ dễ hơn anh Hương nhá. Để lại số điện thoại cho em này, kết nối Zalo với em. Vì xe nó nhiều chi tiết quá anh ạ. Xong nó lại còn nhiều xe nữa. Nhiều hôm em báo giá lên gần 2 tiếng không hết xe ở chợ. Lúc đấy là sức nó yếu. Nói nó không được hay nữa rồi. Chiếc Gentra này là 155 triệu đời 2010. Số sàn 1.5. Bản này chưa có túi khí. Ghế da đẹp, máy số ngon. 155 triệu thay cho mình xe. Gọi là thay xe máy đi. Thay xe máy cho mình tránh mưa tránh nắng mà điều hòa mát lạnh. Hơn 200 triệu thì có CDX màu xanh anh nhá. CDX màu xanh đẹp. 258 triệu cam 360. Cam hành trình, cam lùi, đầy đủ luôn. Đề lổ có cửa lock. Một chút nữa thì em sẽ quay nhá. Ở đây thì có cho mình một chiếc xe. Chào bà chủ, chào bác Hương Xuân nhá. Ở đây em có cho mình một chiếc xe Altis đời 2005 này. Corona Altis đời 2005, một trong những dòng xe nồi đồng cối đá đây. Phá là không bao giờ hỏng đây. 205 triệu đời 2005 em đang bán là 205 triệu này. Vâng, từ từ đợi em muội. Bên đây thì em có cho mình một chiếc xe Mazda 3S màu đỏ đời 2009 số tự động này. Bản này có cửa lock cho em. Form dáng rất là đẹp luôn. Form dáng rất là đẹp luôn nhá. Đời 2009. Chị ơi, chị cứ làm việc đi nhá, xong là có gì báo em. Ờ. Vâng. Em đang like. Vâng. Đây ạ. Mazda 3S đời 2009 nhập bản 3S đẹp này, 295 triệu. Số tự động, trang bị động cơ là 2.0. Có cửa lock này. Em khóa cửa rồi nên không mở ra. Gương kính đẹp này, cụp chỉnh điện, có cánh diều thể gió phía sau này.
La răng thể thao phanh ABS đẹp ạ. Bên đây thì em có một chiếc Innova nữa đây. Chiếc Innova này là đời 2008, giá chỉ có 215 triệu. Vậy là em có hai chiếc Innova số sàn, một chiếc Innova số tự động luôn cho mình lựa chọn ạ. 215 triệu Innova đời 2008 số sàn nhé. Ở bên đây thì em có cho mình một chiếc xe Ford EcoSport bản Titanium cao cấp đẹp, có cửa lock này, đề lổ thông minh này, túi khí an toàn thì quanh xe rất là nhiều túi khí, 8 đến 10 túi khí này. Xi nhan trên gương, nút mở một trạm thông minh ạ. EcoSport đời 2016 số tự động em đang bán là 445 triệu. Đấy, cõng trên lưng một chiếc ba lô con cóc như thế này. 5 chỗ gầm cao trắng trẻo đẹp cho em nhé. Mắt cảm biến va chạm có luôn, đề lổ này, 445 triệu. Ở đây thì em có cho mình một chiếc xe Lacetti SE nữa đây ạ. Rất là nhiều Lacetti em chào bác Ngô Nguyễn này. Chào em Lê Hương, nhiều xe đẹp, giá êm quá, khi nào có điều kiện anh sẽ qua bãi xem xe. Dạ vâng anh ơi, hôm nào qua thì đến với địa chỉ là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Và kết nối Zalo, số điện thoại em ghim dưới màn hình nhé. Cầm hộ chị vào mấy. Kết nối Zalo, số điện thoại em ghim dưới màn hình nhé. Ví dụ như mà dòng này hơn 100 triệu có số tự động đi, số máy ngon. Hoặc nếu như mà mình chưa đủ thì mình có thể làm trả góp. Bên em có làm trả góp anh nhé. Cái thằng ở đây, mấy cái làm ngủ đi, chị quay luôn cả máy lên rồi. Ở đây em có cho mình một chiếc Spark Hoa Hậu. Mà em đã nói rồi, chiếc Spark này là đời 2011. Nhưng đăng ký là 20, à con này đời 2011, đăng ký lần đầu là 2016 nhé. Số tự động, full đồ chơi, full option cho em. Toàn cái tiền độ nó phải lên đến cả gần 100 triệu. Mà giá trị của xe thì chỉ có 168 triệu. Tức là chiếc xe này em tặng không đồ chơi cho mình. Xe đăng ký 2 chỗ ngồi biển D, phù hợp với bác nào đi chơi, đi du lịch, hoặc là đưa đón con đi học, cũng như là chở đồ, chở hàng nhé. La răng xương cá đẹp luôn, 2 chỗ ngồi, full option. Đây hôm nay em có một nguyên một người mẫu. Làm mấy cái làm thì quay nữa. Các bác nhìn cho em này, xe mà người ngủ, hai người ngủ cũng ok. Thằng em nhà em nó cho hẳn xe ra, nó mở cửa nó ngủ như một cái giường luôn. Sờ bắc số tự động đây ạ. Rất là đẹp nhá. La răng thể thao, vô lăng đẹp luôn. Hai ba người ngủ đằng sau vẫn ok. Đấy, live stream trực tiếp nhất. Cái khu vực đằng sau như một cái giường nhỏ cho mình ngủ. Rất là mát luôn, bác nhìn này. Đấy, thợ nhà em nhá, bắt xe đêm về không vào văn phòng ngủ điều hòa, mà ra xe mở hết cửa lên ngủ thế này có phải là phê không? Và bên đây thì em có cho mình một chiếc Spark này. Chiếc Spark này em đang bán 93 triệu, cắt lỗ còn 90 này. Tập lái quá là ok, với lớp sơn màu đỏ đẹp. Tập lái đẹp cho em luôn nhá. Và bên đây thì là một chiếc xe Solata. Solata đời 2009 bản nhập khẩu em đang bán là 288 triệu. Hyundai Solata biển thủ đô đẹp. Đèn pin salon có đầy đủ này. Xi nhan trên gương này. Nhiều lúc không hiểu tại sao có những người con gái rất là xinh xắn, rất là dịu dàng mà lại bị ế chồng. Giống như em Solata này chẳng hạn. Không biết là duyên âm duyên ngầm gì theo mà 2 tháng nay rồi vẫn nằm im không nhúc nhích. Solata 288 triệu đời 2009 bản nhập khẩu, cắt lỗ đi. Cắt lỗ nhiều ơi là nhiều rồi đấy ạ. Mà rất là xinh gái. Máy số ngon, màu sắc đẹp. Biển thủ đô. Không biết là bị làm sao. Ở đây thì em có cho mình một chiếc Escape này. Ford Escape đời 2008 số tự động một cầu, em đang bán là 260 triệu đấy ạ. Anh Đoàn Tuấn Hà Tây nhá, Hà Tây chắc giờ là Hà Nội rồi. Trước là Hà Tây thôi, trước giờ là Hà Nội rồi. Nếu như anh muốn xem xe nào thì cứ kết nối Zalo với em. Địa chỉ bên em là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Alo em gửi vị trí cho. Mình đến xem xe trực tiếp, chạy và cảm nhận xe. Xem là có đúng như lời em Hương nói hay không. Hay là trên livestream thì báo đẹp mà xuống xe lại không ưng ý đúng không ạ? Đến trực tiếp xem xe cho em đi. Ở đây thì em có cho mình một chiếc xe măng lốt. Măng lốt đời 2007 số tự động em đang bán là 145 triệu này. Granit cũng là số tự động nữa đây. 7 chỗ ngồi Granit đời 2005. Giá chỉ có 258 triệu. Bên đây thì có một chiếc Chevrolet Cruze, máy số zin. Chiếc nào máy số zin thì em sẽ nói là zin. Chiếc nào làm rồi thì là càng tốt đúng không ạ? Máy số làm rồi về các bác không phải làm lại nữa, cứ thế là đi thôi.
đâm đụng khác, ra mặt máy khác, máy số zin khác và làm lại máy khác. Nên là các bác cứ nghe, tìm hiểu kỹ trước khi mua xe đúng không ạ? Máy số zin cờ rui đời 2011, số sàn 1.6, 250 triệu đấy ạ. 250 triệu. Rất là nhiều sự lựa chọn cho mình. Mẹc, mẹc bên em nhiều lắm luôn. Bên đây thì có Hyundai Accent này. Hyundai Accent nhập khẩu biển 88, có cho em cam lùi, màn hình giải trí này, số sàn nhập khẩu nhá. Hyundai Accent nhập khẩu đời 2011, em đang bán là 258 triệu. Rất là nhiều dòng xe luôn. Kia Morning màu trắng đẹp em có này, về thêm Kia Morning màu trắng nữa đây. À, trước khi đến thì đây em quay luôn cho mình. Đây, một chiếc xe Ford Mondeo. Ford Mondeo đời 2004, số tự động. Em đang bán là 165 triệu. 165 triệu cho chiếc xe Ford Mondeo này. Nhưng mà có kể lửa tiếng không hết được cái option của em nó nhé. Ghế nhớ 3 vị trí điện này. Ghế chỉnh điện cho em. Ghế phụ và ghế lái đều là chỉnh điện này. Túi khí an toàn này. Đầu đài nguyên bản theo xe, có màn hình rồi. Rất là sạch sẽ luôn. Có cửa lock luôn. Cái ghế này người phía sau mà muốn chỉnh, người phía trước vẫn chỉnh được. Nói chung con này phù hợp với các bác cán bộ đã từng đi rồi. Xe rất là đẹp mà chỉ có 165 triệu thôi. Rất là nhiều đồ chơi. Cam hành trình, cam lùi. Túi khí an toàn, ghế chỉnh điện, ghế nhớ 3 vị trí. Chỉnh điện 8 hướng cho em nhé. Chỉnh điện chứ không phải chỉnh cơ những dòng khác đâu. Một dòng thương hiệu cán bộ mà từ đời 2004 đã full option rồi. Chỉ có 165 triệu thôi. Một chút nữa thì em sẽ quay video. Chiếc xe em rất là ưng ý luôn. Về giá, về chất lượng em quá là ưng ý luôn. Rất là đẹp luôn ạ. Kia Morning. Các bác này, xe này bán rồi. Xe này bán rồi. Xe này cũng bán rồi. Về là bán hết luôn. Bán luôn tục, phát triển luôn. Nếu như bác nào mà chậm là không còn xe đâu. Ở đây thì về thêm cho mình chiếc xe Hyundai i10 đời 2016 bản nhập Ấn này. 2016 nhập Ấn, giá chỉ có 225 triệu 1.0 nhá. Nhập khẩu số sàn 1.0 cho em. Bên đây thì có Lacetti EX chỉ có 159 triệu này. Siêu phẩm CDX đây. Ưng nhất em siêu phẩm CDX này. Đời 2009 bản nhập khẩu số tự động. 258 triệu. Full đồ chơi nhá. Full hết đồ chơi rồi. Cửa lóc, cam hành trình, cam lùi, cam 360. La răng thể thao, đề lỗ thông minh, túi khí an toàn. Có cho em đèn bi salon, đèn gầm. Trong dòng CX thì ưng nhất là chiếc đấy luôn. Ở bên đây thì có cho mình mẹc đây em chưa. Nếu mà nói về bên mẹc thì bên Lê Hương mẹc nó phải nhiều lắm ạ. Một chiếc xe mẹc C250 đời 2010, số tự động, trang bị động cơ 1.8, em đang bán là 388 triệu đời 2010, với lớp sơn màu xám cực đẹp luôn. Mẹc C250 à, mệt nhã mồm. Đói nữa. Chào bác Lê Lai nhá. Khách bảo em là trông em mệt nhã mồm. Tại em đói nữa. Túi khí an toàn này, đầu đài nguyên bản theo xe. Với xe mẹc thì nó không có quá nhiều cầu kỳ với option, mà nó đi trực tiếp vào khoang lái. Các bác nhìn nhá, số tự động. Nhưng các bác sẽ không thể nhìn thấy phanh tay của em nó ở khu vực này, mà thiết kế phanh tay nó sẽ là ở đây. Dẫm một phát vào đây là sẽ là phanh tay. Tức là đây, dẫm vào cái này sẽ là phanh tay. Khi các bác đi, các bác phải kéo cái này ngược lại, tức là mở phanh tay. Đấy, xe option rất là hay. Đó, bác bà Hà Nguyễn này. Anh Cường ơi, em bảo. Em chào bác Hà Nguyễn này, chào bác Trần Vũ này, chào bác Quang Dũng này. Chia sẻ lên cho em nhé. Ở đây thì có một chiếc xe mẹc nữa. Chiếc xe mẹc này chỉ có 199 triệu đời 2004, số tự động này, 2.0. Em đang, à con này là 2.6. Mẹc 2.6, 199 triệu. Mở ra xe mẹc phát biết ngay. Dòng xe mẹc này những bác nào từng đi thì rất là thích này. Các bác nhìn nhá, ghế chỉnh điện 8 hướng nhưng ghế lại chỉnh ở trên đây cho em cơ. Nhớ 3 vị trí này, em không biết quay này có rõ không nhỉ? Nhớ 3 vị trí này, chỉnh điện 8 hướng này, lên xuống này. Đấy, kéo lên kéo xuống ngửa này. Dòng xe mẹc đi rất là thích, option của nó khác hoàn toàn với những dòng xe khác luôn. Nhìn nó cũng khác luôn các ạ.
Đấy, rất là đẹp. Em chào bác thành phố Hoa Phượng nhé. Bác vào muộn thế. Hôm qua bác không vào, nay bác lại vào muộn thế. Quá là nhiều xe luôn. Nhưng mà nào quan tâm xe nào thì comment tên xe lên đây giúp em ạ. Đói nhã mồm ra. Đói nhã cả mồm ra. Quan tâm xe nào thì comment tên xe lên đây giúp em. Em về thêm Tucson này. Nhưng mà cái thằng cái em thọ nhà em, cái thằng ấy nó rất hay mượn Tucson đến con gái luôn. Người yêu đi học về cũng phải mang Tucson đi đón, thì không biết là có lấy được vợ không, mà toàn đi xe sang con gái thôi, hỏi sao. Lắm người yêu. Tucson này, Innova số tự động này, Fiat về thêm này, Kia Morning về thêm này. Mazda 6 thì hôm qua về xe là xe mộc, sáng nay em quay video ở đấy về xe mộc, còn nguyên đất cát từ Hà Nội đi về dính đầy bánh đầy lốp, nên em cho đi rửa dọn rồi. Để các bác về chỉ việc đi xe thôi. Em chào bác Huỳnh Ngọc nhé. Chị vào muộn quá. Nên là em cho đi rửa dọn một chút cho sạch rồi. Buổi báo giá livestream trực tiếp của em Lê Hương có lẽ là em sẽ dừng ở đây. Vì em có khách xem xe. Mình thì cứ đứng livestream khách xem xe một mình em cũng không đành luôn. Những bác nào thật sự quan tâm dòng xe nào, yêu thích mẫu xe nào thì cứ comment tên xe lên đây. Chia sẻ cho em livestream đi ạ. Kết nối Zalo với em. Kết nối Zalo với em Lê Hương ạ. Nóng quá luôn. Tắt hết mồ hôi. Chào bác Nguyễn Thọ nhé. Em về thêm rất là nhiều xe. Những bác nào quan tâm dòng xe nào, mẫu xe nào thì kết nối Zalo số điện thoại với em. Em sẽ gửi hình ảnh và video chi tiết nhất cho mình. Cập nhật liên tục các mẫu xe luôn ạ. Em chào bác Hải Trần nhé. Hơi mệt một chút, lắng nóng ạ. Có lẽ là buổi báo giá trực tiếp của em sẽ dừng ở đây. Cảm ơn toàn thể khách hàng. Anh thấy em nóng hết người. Em nóng toát hết mồ hôi luôn. Mồ hôi như tắm. Có lẽ là buổi báo giá trực tiếp của em sẽ được dừng ở đây. Cảm ơn tất cả khách hàng đã dành chút thời gian buổi trưa của mình để xem hết buổi báo giá livestream trực tiếp của em Lê Hương. Và bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại khách hàng nhà mình vào 11:30 ngày mai. Lại có buổi báo giá trực tiếp và về thêm rất là nhiều xe. Những bác nào mua xe thì cứ inbox Zalo cho em. Em sẽ để cho mình cái giá gọi là ok nhất nhá. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Anh điều hòa nhé. Anh bên điều hòa. Anh bên làm điều hòa. Nếu mà làm điều hòa mà gần Hải Dương thì em đang có nhu cầu lắp điều hòa cho Thọ đây. Quá là nóng luôn. Thời tiết Hải Dương rất là khó chịu nhá. Em xin chào nhá. Mỗi bác ra thì chia sẻ cho em một nút lên nhá. Bây giờ em có khách xem xe trực tiếp tại chợ rồi, nên em xin phép được dừng buổi báo giá trực tiếp trên livestream ạ. Xin chào và gặp lại khách hàng nhà mình ạ.